Vâng, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay em sẽ báo giá những mẫu xe mà chưa đến 1 tỷ tại cửa hàng Nhất Huy bên em. Thì một những mẫu từ sedan phân khúc hạng A, B, C và những mẫu 5 chỗ và 7 chỗ. Thì em ngay bên cạnh em đây đó chính là một chiếc Captiva 2016 máy xăng nhá. Thì chiếc này là biển Hà Nội, biển rất là đẹp, biển 155. Chiếc này với tầm tiền chỉ có 490 triệu thôi là đã sở hữu một chiếc xe mà 7 chỗ rồi. Đây là dòng 7 chỗ mà rất vừa tiền, phù hợp cho anh em nào mà tài chính chưa đến 500 là rất hợp lý rồi. Thì bên cạnh em đây đó chính là một chiếc CX5 2019. Thì chiếc xe này thì đã bán rồi nhá và đang trong quá trình thủ tục rút hồ sơ. Vâng. Và bên cạnh em đây nữa đó chính là chiếc Baro vàng cát 2010. Tất cả nội ngoại thất đều là zin hết nhá, chưa một cái độ một cái gì cả. Thì chiếc này em đang chào bán mức giá là 890 triệu nhờ xe nhập Trung Đông nhá. Và bên cạnh em đây đó chính là Hyundai Tucson. Thì chiếc này em mới về, thì em sẽ báo giá cho mọi người ở video sau. Vâng, và vào trong đây nữa, em sẽ báo giá mọi người những mẫu xe trong đây. Vâng, đó chính là bên cạnh em đây đó chính là Hyundai Kona nhá, 2020 bản đặc biệt. Thì em đang bán với giá là 630 triệu. Đó, thì cạnh Hyundai vẫn là một chiếc màu đỏ, đó chính là Forerunner XLS nhá, 2019, nhưng mà nó lại là số sàn ở biển tỉnh nhá. Thì bên em đang chào bán con này mức giá 575 triệu 2019. Ok, thì sẽ đi vào trong cho mọi người xem qua những mẫu xe mà dưới 1 tỷ thôi. Và đây, đó chính là Accent, mẫu xe mà rất người đang tìm kiếm để kinh doanh, như kiểu là chạy dịch vụ, xe hoa, xe cưới, rất là hợp lý. Thì chiếc xe này thì chưa đến 400 đâu, nó chỉ bên em đang bán là 395 triệu. Đó. Thì bên cạnh chiếc Accent này đó chính là một chiếc Creta. Con xe này là nhập Ý nhá, 2016, thì loanh quanh khoảng hơn 500 thôi. Thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp cho em để biết giá rõ nhất. Và đi sâu vào trong nữa, thì hôm nay em chỉ báo giá xe dưới 1 tỷ thôi nhá. Đó chính là một chiếc Forerunner Greentech 2017. Thì chiếc này em đang chào bán với mức giá là 770 triệu. Xe biển Hà Nội. Rồi, ok. Và bên cạnh em đây, đó vẫn là một chiếc Accent 2020. Nó chính là hai anh em luôn cùng với con này. Thì chiếc này cũng là 2020 số sàn nhá. 2020 số sàn bản bay thì cũng bán với giá là 395 triệu. Thì hai chiếc này chạy thì chưa đến 3 vạn đâu nhé, chỉ hơn 2 vạn thôi. Rồi, ok. Thì hôm nay em chỉ báo mọi người mức giá những mẫu xe mà phổ thông, sedan dưới 1 tỷ. Còn những mẫu xe hạng sang này thì mọi người cần thêm chi tiết rõ thì có thể liên hệ cho em. Vâng, em cảm ơn, xin chào tất cả mọi người nhé.